Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chắc em cũng không cần giới thiệu nữa thì cô chú mình cũng đoán được là em đang ở Tây Ninh rồi đúng không ạ? Thì trong suốt cái quá trình mà em quay rất là nhiều cái video về cái cách chăm sóc tre, rồi trồng tre và làm măng cho các cái giống tre, thì có những cái dòng bình luận của bà con quan tâm gửi đến em là nhờ em chia sẻ về cái cách làm măng cho tre Mạnh Tông nó như thế nào. Thì thường thường là cái khu vực của em sẽ có hai cách để làm măng cho cái giống tre Mạnh Tông này. Thì vào cái mùa mưa lúc nào măng nó cũng rẻ các bạn. Măng rừng nó có nước thì nó cũng sẽ lên măng nè, và măng của những bà con mà trồng 1-2 bụi xung quanh nhà đó, mùa nắng đó, bà con không có chăm sóc nhiều, và đến cái mùa mưa thì nó sẽ có một cái lượng nước mưa tự nhiên và nó sẽ đơm măng, thì thành ra là lúc đó là măng nó sẽ đụng với nhau và nó rẻ. Và khi bà con mình chừa cây mẹ trong cái mùa mưa đó thì nó chuẩn bị bước sang cái mùa nắng là cái mùa nghịch, thì bà con sẽ tiến hành cưa bỏ những cái cây đã già đi, những cái cây của mùa trước, và những cái cây mới chừa này nó đã phát triển lên thành một cái cây nó hoàn chỉnh rồi. Bà con sẽ cưa những cái cây già bỏ đi, và bà con sẽ tiến hành rong dọn những cái cành nhánh bên dưới và mình vô phân và bắt đầu mình sẽ làm măng. Với cái giống tre Mạnh Tông này á, thì bà con để càng lâu dài thì nó sẽ càng cao nha các bạn. Và khi mà bà con mà để cao thì chúng ta phải rong dọn cành nhánh ở phía bên dưới cho cái bộ gốc nó thoáng, và chúng ta sẽ tủ rác vô và mình tiến hành mình vô phân, mình chặt rễ, mình làm măng, cũng giống như là những cái loại tre khác. Và có nhiều bà con thì cũng không chặt rễ, là chỉ là tấp phân vào ở phía xung quanh và tiến hành tủ rác để mà ủ giữ ẩm cho nó để mà tưới, và nó sẽ đơm măng thôi các bạn. Nhưng mà có nhiều bà con thì cũng làm cái cách khác, là cái cách mà chặt đọt nha các bạn. Thì đa số là bà con thường là chặt đọt để mà làm măng cho cái giống tre Mạnh Tông này. Thì ở phía sau lưng em á, đây là một cái vườn tre Mạnh Tông mà bà con làm măng theo cái cách mà chặt đọt nha các bạn. Thì chặt đọt là tầm khoảng 3m, 3m rưỡi, và có khi là 2m rưỡi, 3m. Nói chung là rất là nhiều kích cỡ, nhưng mà theo em thấy thì tầm khoảng từng 3 mét nha các bạn. Thì lúc đó là vừa. Còn cái cách mà chặt ngang đọt tầm giới hạn cái chiều cao của nó để cho nó bung tược ra các bạn, thì bà con sẽ không có rong dọn cành nhánh, mình để cho nó nguyên thủy luôn ha. Tại vì khi bà con mình mà chặt đọt rồi thì cái nhánh của nó không còn nhiều nữa. Và bắt đầu lúc đó mà bà con mình còn rong cao lên nữa thì ở phía trên đó, nó còn tùm lum, có một cái lũm nhỏ như là cây bonsai gì đó, thì nó sẽ không có đủ cái chất dinh dưỡng, nó không có quan hợp, nó không có trao đổi chất đầy đủ được, thì thành ra nó sẽ không có cho cái năng suất măng đạt nha các bạn. Và cái vườn tre này thì trồng nó cũng được 6 năm rồi nha các bạn. Và mình nhìn vào thì mình cứ tưởng là tre tơ thôi, nó nhỏ nhỏ chứ nó không có lớn và rất là rậm rạp luôn, tại vì chặt đọt mà toàn bộ khu vườn này đều chặt đọt hết. Và lúc trước á, là đây là một cái vườn cao su các bạn, khu đất này nó rất là gò luôn và nó rất là cao, nên bà con ở đây là sẽ tiến hành là đào một cái mương và bắt đầu trồng cây tre ở dưới. Và cái mương nó là bề ngang nó là khoảng 2m, và trồng cây tre ở giữa. Và bà con là để cây lớn thì bà con sợ nó lên măng to. Thì cái giống Mạnh Tông thì các bạn biết rồi, nó lên nhiều búp măng có thể là 7-8kg, 5-6kg, đó là chuyện bình thường. Thì bà con nói là măng nó to quá thì bán nó hơi khó, vào cái mùa nắng mà, vào mùa nghịch mà, 1kg măng có thể là lên 30-35 ngàn. Mà với cái búp măng mà 4kg, 5kg thì bảo đảm là bà con ra chợ mua về nhà chế biến thì sẽ rất là ngán tiền luôn, nên là cái búp măng lớn nó sẽ rất là khó bán. Thì bà con ở đây á, là sẽ chừa những cái thân cây nhỏ nó lên những cái búp măng tầm khoảng 2kg 3kg, cỡ đó là vừa. Thì em sẽ chia sẻ với bà con cái cách làm này xem nó có hiệu quả hay không ha. Và bây giờ xin mời cô chú mình theo chân em để mà mình tham quan sơ bộ về cái vườn tre này, cũng như là măng nó như thế nào và những cái cách bà con ở đây làm cụ thể nó như thế nào ha. Các bạn nhìn thấy mình đứng bên ngoài, mình nhìn vào cái vườn tre này ha, thấy cái chiều cao nó thì toàn bộ là đồng đều nhau, cành nhánh nào nó mạnh thì nó vươn lên cao thôi các bạn, chứ còn thân của nó, thân chính của nó, thân cốt thì đã được hạn chế hết rồi. Xuống dưới đây nè, xung quanh là được trồng mì, và xa xa đằng kia là cao su nó nằm xa ở phía bên ngoài đó ha. Đây là cái đường đi ở giữa của cái vườn tre nha các bạn. Thì mình thấy thì sẽ có một cái đường giữa đi xuống, và hai bên là sẽ có những cái hàng tre nè. Các bạn nhìn thấy nè, cái mương nó sâu ở bên dưới và ở đây nó rất là cao nè. Cái gò đất này thì lúc trước là bà con sẽ múc đất ở hai bên này, tắp lên trên đây. Thì cái mương các bạn thấy là ở phía đầu này thì bà con sẽ đặt một cái hệ thống van tưới và đưa ra đây. Thì nó sẽ có những cái dây nhựa này, cái dây nhựa này thì dọc theo, lúc trước em cũng có chia sẻ là nó sẽ có những cái lỗ nhỏ và nó phúng lên bên trên. Thì nó khi mà nó phúng lên đó các bạn thì nó sẽ đụng vào những cái lá tre và nước nó sẽ nhiễu ngược xuống, chứ nó không có phí phạm lên những cái đường đi ở những cái bờ này nhiều ha. Và cái mương này thì nó cũng rộng nha các bạn, nhiều mương thì 2m, nhiều mương thì em thấy tầm khoảng 1m rưỡi. Tại vì cái vùng đất này nó rất là cao, nó rất là gò luôn các bạn. Bà con mà trồng lên trên mà đào hố mà trồng lên trên thì nó không có khả thi bằng cái cách này. Nói chung là nhiều bà con sẽ có nhiều cách làm khác nhau. Và hiện tại thì em cũng có làm cái giống tre Mạnh Tông nữa nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy thì cái giống tre Mạnh Tông nó ra rễ rất là mạnh luôn các bạn. Đó, toàn bộ những cái bầu thì nó đã đơm rễ ra, các bạn thấy nó đơm rễ ra, nó cũng trắng ở bên đây luôn. Phía bên đây thì nó rất là nhiều. Ở cái này thì em mới làm sao, nó chưa ra rễ ha. Còn ở đây làm trước thì các bạn thấy là tược nó đã ra rồi và rễ nó rất là mạnh ha. Và cái bầu ở dưới đây thì các bạn thấy nè, nó đơm ra gần như là muốn rách bọc luôn nữa các bạn. Rễ rất là mạnh luôn, giống tre Mạnh Tông này rễ mạnh lắm. Và cành nhánh nó ra nữa các bạn thấy nè. Vài bữa em sẽ cắt ngắn bớt lại cho nó gọn lại và nó sẽ mạnh hơn nha các bạn. Đây với cái thân tre này thì các bạn nhìn thấy nè, ở ngay cái phía trên này thì bà con đã giới hạn cái chiều cao nó rồi và nó đã đơm nhánh ra rất là nhiều luôn. Và ở đây nữa, nói chung là toàn bộ 100% sẽ cắt đọt hết nha các bạn, không có chừa những cái thân cây nào mà để cho nó cao hết. Để cao tự nhiên thì bà con sẽ không làm cách đó, và bà con ở đây sẽ cưa những cái đọt đó và giới hạn cho nó đồng đều nhau toàn bộ cái vườn tre của mình luôn. Và các bạn nhìn thấy ha, với những cái thân cây này thì nó cao lên tầm khoảng 2 mét thôi các bạn. 2 mét thì em thấy nó hơi thấp quá. Như cái bụi này nè, những cái cây này nó cao lên đó khoảng 3 mét, 3 mét rưỡi. Và từ ngay chỗ đó nó mới đơm những cái cành nó lên cao nha các bạn. Và mình sẽ để nó một cách tự nhiên như vậy luôn. Mình không có rong dọn cành nhánh nha. Tại vì cái cách này thì nó đã hạn chế chiều cao rồi. Mà bà con còn rong dọn cành nhánh nữa thì nó không có khả thi ha. Và bà con mình nhìn thấy thì ở đây nó có măng nè. Măng này thì cái thân cây mẹ nó nhỏ và nó lên hai bên, thì các bạn thấy hai cái búp măng này thì nó cũng không có lớn ha. Tại vì cái thân cây mẹ này thì nó bề quanh nó khoảng chừng 20-21 em thôi. Và nó đã đơm hai cái búp măng hai bên. Bụi này thì các bạn thấy cái cây này thì nó cũng không có lớn lắm ha. Cây này thì cây tơ nè, mới chừa vô cái mùa mới thì những cái lụa này nó còn nữa mà. Bề quanh thì khoảng 27 các bạn. Và búp măng này thì cũng lớn ha. Bề hoành nó lớn tầm khoảng 2 kg, ký mấy 2 kg được, ký 8, 2 kg. Đây có một búp nữa cũng vậy nữa các bạn. Ê, chui vô Mạnh Tông thì các bạn làm cái cách này thì cành nhánh nó nhiều nha. Và đặc biệt là nó sẽ sót hơn những cái loại tre khác rất là nhiều. Tại vì thân của nó và lá nó có lông các bạn. Vô nó sót hơn rất là nhiều nha. Nhưng mà làm từ từ nó cũng quen. Nhưng mà phải chịu sót hơn giống tre kia. Và cái cách làm của mình á, mình không có rong dọn cành nhánh, mình cưa ngang đọt á. Không có rong dọn cành nhánh ở bên dưới nên phải chịu sót một xíu. Và các bạn mặc cái áo mình vô á, đừng có mặc áo thun nha. Đừng có mặc mấy cái loại áo mà thun, lựa giải áo sơ mi nào mà nó trơn trơn các bạn, nó bóng bóng xíu á, thì nó sẽ đỡ bám lông hơn. Còn các bạn mặc đồ thun vô thì nó ghim lông vô thẳng vô cái áo thun mình luôn là các bạn chịu không có nổi luôn á. Khi mà làm những cái cách như thế này nè, bà con mình sẽ coi măng, xem măng mình coi nó có lên hay chưa, hoặc nó nằm ở đâu, nó mọc chưa, thì nó hơi khó xíu nha các bạn. Mình phải chịu cực, mình quan sát tí xíu thì mình mới thấy được măng nó nằm ở phía bên trong nè. Đó, nó nằm tuốt ở dưới gốc và được lá cây nó che lại, nhiều khi lá tre nó phủ lên trên nữa các bạn. Và ở bên đây cũng vậy, mình phải dịch lá luôn, dịch lá tìm sâu luôn chứ không có thấy được nhiều. Nó hạn chế tầm nhìn của mình nhiều lắm. Đó, các bạn nhìn thấy nè. Và qua bên đây cũng vậy. Đây là cái phần mà gốc cũ nè các bạn. Gốc mà lúc trước mà bà con mình sắn măng á. Nè, gốc này là lúc trước bà con mình sắn măng, cái nó sẽ đưa ra cái búp mới ha. Và ở phía bên trong đây nè là bà con mình đã sắn những cái búp ở bên dưới nè. Các bạn thấy bà con sắn rất là kỹ luôn nha. Sắn ở trong đây rất là kỹ luôn. Đục sát ở phía bên trong. Nó sát ở phía bên trong gốc luôn. Ở đây có búp măng nó đang lên. Coi phía bên đây hình như em cũng thấy ở đây có mấy cái dấu sắn rồi các bạn. Phía trong này, phía trong đó thì nó có một búp mà mọc đối diện ha. Ở ngoài này thì nó cũng đang lên và ở trong này cũng đang lên các bạn. Đa số là những thân cây nó không có lớn các bạn. Chủ vườn chừa cây thì em thấy thì nó hơi nhỏ. Theo em thì em sẽ chừa lớn hơn một xíu nữa. 6 năm rồi mà cây nó nhỏ quá. Nhưng mà các bạn nhìn thấy nè, măng đây thì đây nó cũng lên cũng khá là đạt ha. Đó, các bạn nhìn thấy đây là hai búp nữa nè. Và ở đây thì nó cũng lên như thế này, nó mọc bên đây. Khi mà nó mọc búp măng bên này rồi thì cái dàn mắt ngủ của phía đối diện thì nó cũng sẽ khả năng nó thức dậy rất là cao nha các bạn, nó cho măng rất là cao luôn. Đó, và bây giờ mình qua cái bụi cây tiếp phía bên đây nha các bạn. Thì những cái vườn tre này thì phải chịu cực, chui vô coi rồi. Ở dưới đây nè, các bạn thấy thì ở đây nó cái bề hoành nó khoảng 24-25 em á, và nó cho ra cái búp măng này nè. Búp măng này là sắn thu hoạch được, nếu bạn này ngày mai là sắn được rồi, nó tầm khoảng 3,5 tấc rồi. Và cái búp măng này thì em đoán nó tầm khoảng là 2 kg các bạn. Để em đi qua phía bên đó cho các bạn xem ha. Nếu mà các bạn chừa cây lớn hơn thì em nghĩ là măng ở đây nó sẽ có những cái búp 4-5 kg nhiều. Còn mà chừa như thế này thì nó sẽ tầm 2-3 kg. Vô trong đây nè. Ở đây có cái dấu anh sắn măng rất là to luôn các bạn. Cái dấu này, cái búp này chắc 3 kg mấy á. Nó bự ha. Búp băng hồi nãy em quay cho bạn xem, phía bên kia em quay qua nè. Và ở đây để em xem cái bụi này thôi có không. Rậm quá các bạn. Toàn bộ những cái búp măng là bạn phải quan sát thật là kỹ mình mới tìm được nó nha. Còn bà con mình mà không chịu cực mà mình vô trong mình xem thì rất là dễ bỏ những búp măng nó vượt lên cao, nó hư măng của mình không bán được. Nè, cái búp này nó mọc ở nách ra. Búp này nó phát lên thì cũng khoảng tầm 2 kg là bình thường nha các bạn. Ở đây có nhiều cái dấu nhà vườn sắn lắm. Sắn này là sắn kỹ lắm nó mới được thấp như vậy các bạn. Còn mà bà con mà vô mà gọt trên mặt thì cái vườn tre của mình nó hư hết luôn. Và qua bên đây nè các bạn nhìn thấy thì ở đây nó cũng có búp măng lên nè. Đi qua mấy bên đây búp này nó cũng đang lên, thân này cũng 2 mấy nữa các bạn. Ở đây cũng vậy nè, đang lên, nó nhú lên. Ở phía bên dưới này thì đã thu hoạch cái búp măng lớn rồi. Đây nè, nó có cái lỗ ở đây. Và ở trên đây thì nó lên cao xíu thì nó sẽ có vẻ là nó sẽ bị hơi bị chai, nó nhặt nhặt như thế này là nó dạng bị chai, búp măng này sẽ không có lớn các bạn. Nhưng mà bà con mình tủ rác vào mình giữ ẩm, nó không có tiếp xúc với nắng nhiều thì nó sẽ to hơn ha. Đây nè, có 2 búp nó mọc nách với nhau luôn các bạn thấy không? Cái nách này nó đơm ra luôn. Cái thân này thì cái bề hoành nó chưa được 20 nữa, nó có 10 mấy nữa các bạn. Lên 2 búp này. Mấy cái tre này mà em chui vô em kiếm măng cho bà con mình xem cũng mệt luôn á. Và để bên đây thử coi. Chui vô trong đây, muốn kiếm măng là phải chui. Bà con sắn thì bà con mình cũng phải chui vô mình mới quan sát được nó. Ở đây nè đó. Nó nằm như vậy nè, búp măng nó đen mà nó nằm ở trong rập nữa mà bà con mình không có quan sát được thì mình sẽ rất là dễ bỏ sót ha. Bà con mình làm cách này thì mình sẽ cố gắng mình quan sát nó tí xíu ha. Đây các bạn nhìn thấy ha, những cái rau tiêu này nó lên nè thì chứng tỏ là cái độ ẩm nó rất là tốt. Nó lên trên phân bò các bạn. Ở đó lúc đó em thấy đen đen là phân bò. Độ ẩm nó cao nó mới có được cái rau tiêu này nó mọc. Rau tiêu này là thân nước mà, thân nó mọng nước mà, phải đủ nước nó mới lên được các bạn. Và sau khi mà em đưa bà con mình đi tham quan cái vườn tre mà sau khi đã được làm măng theo cái cách là chặt đọt như thế này thì chắc là bà con cũng đã hiểu sơ bộ về cái cách mình làm như thế nào rồi ha. Và em xin nhắn với bà con mình một điều là trong suốt cái quá trình mà em di chuyển đi đến vườn này vườn khác để tham quan thì em thấy là rất là nhiều vườn, ví dụ như là Điền Trúc, rồi Tứ Quý, rồi Mạnh Tông, tất cả các giống tre luôn. Đến vào mùa nắng thì bà con không có tưới nước hoặc là bà con tưới rất là ít. Nhưng mà bà con phải nhớ một điều là tre nó cần rất là nhiều nước để nó có măng. Cái búp măng của nó các bạn nhìn thấy thì nó khoảng 80-90% nó là nước rồi, còn lại là những cái cổ hủ thôi. Nhưng mà khi mà bà con mình ví dụ như mà cái vườn đó nó thiếu nước thì măng nó sẽ lên rất là ít, có thể là không lên luôn. 10 bụi có thể lên 1 búp cho các bạn thôi, nhưng mà búp măng nó rất là teo, rất là khô, nhìn nó không có căng và nó nhìn nó khô lắm. Và có một điều là bà con mình để ý là khi mà cái vườn tre đủ nước đó, ha, thì bà con nào mà có cái nhà mà ở dưới cái tán tre đó thì cái bụi tre đó mà được tưới đủ nước thì em đảm bảo với bà con là về ban đêm đó, nó sẽ có nước nó nhiễu lên nhà mình như là mưa vậy đó. Và nó nhiễu lên những cái lá tre mà nó phủ lên gốc đó, nó nhiễu lợp đợp luôn. Mình sáng mình ra mình nhìn thấy là xung quanh cái bụi tre đó gần như là nó đã được tưới phun sương luôn các bạn. Còn mà cái vườn tre khô thì các bạn đi vào thì nó sẽ không thấy nước như vậy. Thì cái lý do là mình tưới vào đủ nước thì cái thân tre nó hút nước ngược lên và nó đưa ra những cái đầu lá non các bạn. Những cái đầu lá này nè thì nó sẽ có cái tược non này nè và nó đơm nước ra đây. Và kể cả những búp măng và những cái cành nhánh non đó, nó sẽ tôm nước ra đây và nó sẽ nhiễu ngược lại. Thì em suy nghĩ là nó sẽ hút nước từ ở dưới gốc, nó đưa lên tất cả các tán lá của nó và nó nhiễu ngược xuống. Đó là cái quy luật tự nhiên của nó để là làm như là nó giữ ẩm cho toàn bộ xung quanh cái tán của nó luôn để mà nó hút đủ nước để nó ra măng vậy đó các bạn. Thì các bạn để ý là mình sẽ biết được ha, toàn bộ những cái đầu non này nè và cành nhánh và búp măng luôn. Khi mà cái vườn của mình đủ nước thì nó sẽ hút nước lên ngược lại và nó sẽ rải đều qua xung quanh cái gốc của nó. Thì qua cái video này thì em nhắn nhủ với bà con một điều là khi mà mình trồng tre lấy măng, muốn măng nó có măng vào mùa nghịch, tại vì giá rất là cao mà bà con mình không tưới thì đảm bảo với bà con là nó sẽ không có măng. Bà con chăm sóc đồ nó mất công sức của mình, mà mình trồng trọt đồ này kia mà đến cái mùa nắng á, mà mình không chăm sóc nữa thì nó rất là phí luôn. Bà con mình phải tưới đủ nước. Nói chung là mình làm như thế nào cho dù là xung quanh gốc của nó đều ướt, nó đều giữ ẩm được rồi, nhưng mà bắt buộc cái gốc tre của nó phải có độ ẩm, nó phải ướt toàn bộ gốc tre cho em nó mới đạt hiệu quả nha. Còn bà con mình mà tưới lăm le gần tới cái gốc tre thôi nó đã ướt rồi, nhiều khi bà con lấy nước ngập vô luôn nhưng mà nó chưa ướt tới cái phần gốc tre thì nó cũng không có hiệu quả. Thì đối với em á, là em suy nghĩ là mình phải tưới như thế nào đó xung quanh đất của mình, những cái chỗ nào mà rễ nó phát tán tới thì nó đều có độ ẩm, và bắt buộc 100% bắt buộc là cái gốc tre nó phải có cái độ ẩm, nó phải ướt cái gốc tre nó mới cho măng đạt năng suất nha các bạn. Và đến đây em xin tạm dừng cái video này tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.